lâu quá không không thấy cái gì. Nó dọn chửi quá rồi trời. Xin chào mấy người. Thì ngày hôm nay mình với anh Tính đi chiến đấu nha mọi người. Thì anh Tính anh nói là anh phát hiện được cái ao mà người ta thu hoạch cá rồi người ta bỏ rồi. Thì đây. Thì đây là cái ao mà mọi người nhìn thấy gì cũng biết nó bỏ đúng không? Có tùm lum đó nè. Đó. Thì giờ hai anh em mình sẽ vô đây câu. Giờ anh Tính đang bắt đầu hút nước cho tùm rồi. Đó. Cái ao này cỏ như vậy thì mình nghĩ là bỏ chắc cũng lâu rồi mà 2 năm rồi. 2 năm hả? 2 năm là cũng lâu quá trời. Cá chắc con giờ con 10 mấy ký rồi. Rồi ok mọi người ha. Ở đây đây là anh Tính nha mọi người. Đó. Dạ anh em. Đó. Anh Tính đang làm nghề gọng nè. Đây. Vợt nè. Mồi. Cá mình pha mới. Ok mọi người. Ông rồi. Đó. Mới xong. Mới làm xong nha, chưa câu nha, giờ bắt đầu câu nha. Rồi xả mồi luôn. Xả miếng ơi, xả miếng mồi ơi. Đó. Rồi. Đây, bây giờ anh Tính bắt đầu chiến đấu nha mọi người. Anh Tính đánh cần gì anh Tính? Cần không biết luôn, thấy chữ tàu Trung Quốc vậy nè. Cần như tiền đây. 300 mấy không rảnh yeah. Lâu quá quên rồi ừ. Phao phao này phao gì không biết luôn, không biết luôn, nói chung là có đồ xài nha mọi người, không dân không chuyên nghiệp nên không có rành, có đồ là xài nha chứ không biết đồ gì luôn nha, mua thôi chứ không biết xài. Đây mọi người, đây là một cái ao nuôi cá mà đã bỏ rồi nha mọi người, mọi người nhìn thấy cỏ là mọi người biết rồi ha, ao này bỏ cũng lâu rồi nha. Đây tông gì vậy trời. Ờ gì mới xả mồi dục xuống lo bay phao luôn rồi. Không phải à. Ơi lên phao dính rồi. Trời ơi con tông dữ dằn. Thôi. Trời ơi ghê. Giữ nha, cái này giữ nha. Trời ơi giữ dằn đây. Đó, lập cá đúng có vậy luôn nha nè. Một con. Cá không giải là không chịu đó. Ừ. Đấy vậy phao đi từ từ thôi. Này tôm nhất tôm bự tôm nhỏ chịu không nổi mấy con cá sấu bên đây đâu. Nó mở hàng của ông tông biết hên luôn đây. Đó. Ghê, cá gì đâu mà để xuống báo liền, để xuống là báo hiệu liền luôn ông ơi. Hiệu này ghê quá. Đây chính là có tín hiệu liền đó. Con gì ta? Ăn gì kỳ. Đi dài là ổng ha anh Tinh. Chắc cỏ là ổng hả? Thôi. Khác hả? Cũng dài. Cái cỏ là người ta vô cắt nè. Này chắc bán cỏ luôn á. Người dân vòng đây người ta cắt. Giờ tên kia bán cỏ không? Đồng cỏ bán không? Công ty bán hả? Em mới đổ tên em nè. Giờ tầm cỏ bán luôn á. Bán bao vô bao bán vậy. Cái lý vậy. Cái môn nó kia kiếm tiền nữa. Ừ. À, đó. Đó, nhớt gà này ơi. Đi lên chảy luôn. Trời ơi, có phi gà. Rồi xin mấy con nướng luôn nha. Cá nó mập lúc luôn má ơi. Nó tròn à. Ê, ngon lành, ngon lành. Xuống phao đẹp quá. Có cá phi nha nè.
Sao để ăn xuống phao đẹp ghê. Mạnh. Xuống hơi vậy. Không phải mấy kiểu nhíu 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 rồi. Ủa cậu, cái thằng nó béo kìa, nó mà thật nó mềm, thật thì nó béo. Ừ. Có mặt hơi bằng mặt hả? Dạ. Béo kìa, béo luôn. Nó không có dẻ là trên kia mà nó mềm mà nó béo, không béo vậy à. Ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn. Tâm. Nhất, lấm, lấm, lấm. Dính rồi, dính rồi. Không rồi, dính rồi. Giờ uống cái đáy à. Thôi, thôi, thôi. Không kịp. Lúc mạnh ghê. Từ không nghe chịu quá con ở chỗ mà có các con cái ông tông rồi đến thao nặng chị mới ngon xuống ngồi nhanh chứ cá nó đỡ phá. Này mấy cái cá bự nè, mấy bên đám thỏ đó đó lớn lớn gì vừa lớn đi qua lớn đi cặp bả ăn ha. Alo. Dạ sao ạ? Anh giao cho em ạ. Tại sao tự nhiên nói vậy không hiểu. Dạ. Dạ đúng rồi. À, hình như có gì anh. Dạ. Dạ tiền ship thì như em muốn biết, tại tiền ship là bên mua cục nó thu. Dạ. Dạ dạ đúng rồi, em chỉ lấy đủ tiền hàng của em thôi, còn tiền cước là bên mua cục đó, cho nên em cũng không gần nữa. Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ, đâu anh hỏi nó coi tiền cước nó thu nhiêu nha. Dạ. Dạ. Dạ, rồi thu cao dữ trời. Dạ. Dạ sao giờ à, dạ không, cái này em chỉ thu đủ cái tiền hàng của em à. Dạ 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 em cảm ơn nha, này để em coi lại cây sao bên này nó thu gì bảy mấy ngàn là hơi bị cao rồi. Dạ 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 ok em. Ồ đẹp 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 đẹp. Ồ giời. Trời ơi. Ôi, cá gì mà xảy trời ơi, cá chà bá luôn. Nửa ký không? Hơn nửa ký. Má ơi. Tội không được. Xảy nha nè. Trời ơi.
cá bự mà sảy và bắt đầu bóp mồi. Bóp mồi lại câu cá ông Thông tiếp. Thiệt cái tầm con phi quá thiệt, cá phi anh nướng ăn thì thôi luôn á nè. Để chút tính câu nhiều nhiều mình xin mấy con mình nướng cho mình nướng ăn với mọi người nha. Chạy vô. Ghê. Thật quá. Đây này dây gì đây, dây điện thoại gì đây? Dây bảo hộ nè. Ghê, dây dài chứ dây ông nội. 15m thì vậy. Trời ơi. 15m câu cá ta. Câu mấy cá phi này dây 5m được rồi, 7m được rồi. Dài tới 15m chưa kéo không có kéo thử. Đâu tao đi. Đâu con cá nào mà chạy mười mấy mét nữa. Nó. Trời ơi, cá mè. Ê. Dính kỳ. Đây mẹ mọi người, mày Vinh nha. Ok. Nó gì đang câu nó ăn vàng dây, ăn vàng hẻo tùm lum hết trơn. Cường 3 đến 6 câu ra 4 mét. Thì đó. Ôi mà. Đó nhiều khi giật kéo cá gì nó dở chưa, dở thẳng tay luôn. Nó phải đứng lên nó dở thẳng tay luôn. Chưa lên cá được nữa. Còn này tới dở thẳng tới ăn nữa. Luôn. Cá vô quá ngộ rồi. Đi chơi quấn ta đôi không à. Có ngộ rồi. Nó. Trời ơi phi cái đồ ơi. Chơi quấn tay lôi không ít hay nào quấn nấy. Vô rồi anh em ơi, vô anh em ơi. Có ngộ rồi anh em ơi. Họ nuốt luôn. Chơi kỳ. Chơi kỳ cá có ngộ rồi. Đau quá. Đó. Mấy cái ao quang quang bỏ bỏ vậy nè. Trời anh em chịu khó anh em đeo là lụm mà. Dễ ăn lắm. Ủa cái dây siêu bọt mà 300 mấy, 150 mét hay gì vậy? Đó là nhiêu cụ hả? Mới đăng theo bữa mỏng. 300 à? Ờ. Nó 200.000 cuộn thôi. Nó cuộn thì dành cho đi câu xong mà. Ừ. Nó tấm nho lên đổi. Nó phải 3.5 không? Hay là 3 chấm à? 3 chấm. Đó. Cắt mép nè. Đi thấy giật nha. Nãy giật mấy cá không dính cá thì nó ăn nó bè phao đi. Bị cạn quá. Dạ. Bên tay rồi. Ok mọi người, được con rồi mọi người ơi. nhíu xuống. Còn cá phi này là cục mồi vậy, nó vô nó ngậm chạy luôn à. Làm không biết đường giật nữa. Ngậm cục mồi chạy. Ôi. Hey. Ôi có phi bọt chúa. Đó. Ghê. Con này phải nửa ký à. Đó. Nửa ký không ta? Chắc khoảng đó nè. Ok anh em ha. Thôi cho em nó về thiên nhiên luôn. Câu ý, câu hay có mười bự ý. Câu hả? Ừ. Rồi mọi người thì nãy giờ đó là mọi người đã thấy anh Tính anh câu đài rồi, đúng không? Thấy anh giật cái ghê không? Giật lé lẹ luôn. Thì sớm giờ đâu cũng được 6-7 con rồi đó mọi người.
đâu chừng nửa tiếng hồ được 6-7 con rồi. Thì giờ để mình canh cái ảnh dính con nào bự bự á, mình xin bê hai con mình nướng nha mọi người. Anh mình con ảnh con anh em hai con thôi, nướng chưa được rồi ha. Rồi ok mọi người, giờ đợi thôi nha, đợi dính cá bự rồi nướng. Đây là số cá nãy giờ nè mọi người. Đó, giờ cho tiễn ra hai em bự nha. Đây mọi người, mình đã làm xong cái đống lửa mọi người. Đó, thấy chưa? Đống lửa nha, đống lửa này để nướng cá nha mọi người. Và đây là hai em cá phi, mình sẽ nướng hai em này thôi. Mình với anh Tính người nghe em là đủ ăn bữa trưa rồi, câu tới chiều luôn nha. Thì lúc đầu là mình tính là chỉ nướng hai con thôi, mà nghĩ đi nghĩ lại thì mình thấy thèm quá. Uổng lỡ rồi, lỡ cực thì thôi mình cực lần thôi. Là mình nướng tới 4 em nha mọi người. Đó, đây. Thì con cái mấy con cá này á mọi người, ăn bợ ăn bụi á, thì mình không có cần làm gì kỹ đâu. Nè, mình chỉ cần con cá còn vậy ha, còn mình chỉ cần mổ bụng nó mình móc ruột thôi. Mổ bụng móc ruột thôi nha mọi người. Vảy thì cứ kệ bà để nguyên thôi. Để nguyên vảy để mình nướng chi, mình nướng khi mình nướng xong rồi mình sẽ lột cái vảy nó ra là cái thịt trắng tươi ở trong. À, mình chỉ cần móc ruột đó là xong nha, mổ bụng móc ruột. 4 con. Ok mọi người. Rồi, tôi đã đủ xong luôn. Đây, thì bây giờ anh Tính sẽ bắt đầu kẹp gắp nha mọi người. Đó. Cái cây này bự, cái cây kia bự quá rồi, rồi kẹp cái phần con cá kẹp trong cây nó không chín sao ta. Hết xuống. Cái đầu mình không ăn được thì kẹp đầu đi. Ờ, cái đầu béo lắm ông ơi. Nghe khúc mang nè. À, kẹp nó bỏ mang ăn cái đầu ha. Mỗi con cục riêng hả? Quấn sơ sơ rồi. Đó. Cái này nói chung là cũng phải có xíu kinh nghiệm mới làm được nha anh em. Không có kinh nghiệm nướng là dục luôn á, ăn được á. Đó. Thì để làm một cái cây vậy là hy sinh trước cây kéo rồi nha. Không có dao lấy kéo chặt cây luôn, cắt cây luôn, cắt gãy kéo luôn rồi. Đó, bài bản về chưa, mấy cái cột cột này phải ai cũng cột được đâu, cái này cũng phải là cột nó quấn quấn rồi nhét vô thôi, nhưng mà phải có kinh nghiệm nhét mới được. Đó, hấp dẫn quá, chưa gì hết mà thấy cảm giác là thấy muốn đói bụng rồi lên Tinh. Này mình xé tàu quấn luôn hả? Yeah, hay giờ cái này phải cột lên cá nữa quá. Đau quá, đau quá. Cá nướng ngồi. Là nướng gì luôn hả? Mình nướng ngồi luôn rồi. Ok mọi người. Giờ đợi thôi nha. Kia kia gà ăn mày, kia cá ăn mày. Cái nhỏ kìa, nó hỏi anh ngủ được không? Vàng rồi nha anh em. Rồi giờ anh Tính anh thấy là anh nói ngon quá, anh bắt đầu anh nướng hết luôn mọi người ơi. Chết nhà câu được nhiều nướng mẹ hết rồi. Máu mè quay quay bác ơi. Không sao đâu. Đó, giờ mần cá nướng hết luôn rồi. Không có chùi gì hết trơn nha anh em.
Ồ đã rồi, nhìn thấy hấp dẫn chưa nè. Đó nè nhìn nè. Ờ cá sặc to rồi ơi. Giàn nín rồi, mấy con nãy bụng ghê lắm. Đó, quá trời ngon luôn nha anh em. Thì mọi người, sau gần 20 phút nướng thì bây giờ cá nó cũng có thể là ăn được rồi mọi người. Mà có cái là cái gấp này nó rớt rồi hết trơn rồi. Nè mọi người thấy nè, cá nó dần ươm hết trơn đã không? Đó. Ăn được rồi anh Tính ơi. Hả? Ăn được rồi. Bây giờ mình ăn nhẹ ăn cái rồi mình bắt đầu mình chơi tiếp nè. Này gà lá chuối nha, đó lá chuối. Ây da, 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 da. Ây da. Ô, nóng quá, nóng quá. Đẹp dữ. À, nóng quá. Hốc phụ anh Tính, nóng quá anh Tính. Gì không nóng luôn hả gì à? Hả? Nãy anh mần mấy con hả? Hay có 3 con gì hết. 3 con. 7 con hay gì, tổng cộng 7 con hả? Còn con này chưa chín. Này xíu đi. Không con này nè, con này chín rồi. Không đó, con này còn sống nè. Con này chín rồi nè. Đó, trời ơi đã chưa, đã chưa. Rồi. Hấp dẫn chưa anh em? Rồi, cá này cái mình lột vảy nè, lột vảy rồi thắng tươi nè. Đó, ông bà cô cậu cũng mặt mày đen cái tụi con luôn nè. Đó, lột vảy rồi anh em đã chưa? Đó. Cá là nó đưa cho khoảng 2 con phải 4 ký nè. Đó. Rồi dứt nha. Không gì định không đem mưa. Thì là quá ngon rồi anh ơi. Rồi chơi nha mọi người. Đây, mời cả nhà. Mấy cây tắng mẹ. Mẹ luôn. Chết luôn. Mẹ đã đợi hái coi. Thì con từ từ nhốt. Nó bà ta nhốt. Mày rước cái này sống được. Mẹ này ngộ đó, mẹ này nó có cục gì có hai trái. Thử rồi mày ngọt không? Rồi con ăn chua lẹ nha. Đây. Giờ trước khi ăn cá mình sẽ ăn me trước nha mọi người. Hồi này dốt bột luôn nè. Hai tay à? Nè. Me giống me hái, me hái nó cũng nhỏ nhỏ. Nó vậy nè. À. Nó đậu gì nè, để ăn thử tí dốt rồi. Cái nó xách nó sấy hay sao ta? Để ăn thử cái me dốt coi sao. Thôi ngọt vậy? Đã vậy? Rồi me ăn đã rồi anh em. Có hai tay gì nhất này lấy hột tổng lên không không biết. Ừ này như có hai tay à, là bước sẽ đúng được đùm thôi hỏi đã lắm em. Ừ không chua miếng trời, không chua mà ngọt đã lắm. Không phải không chua mà là nó chua, mà nó chua chua dịu, vừa đủ chua thôi. Mẹ ngọt 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 thôi, ngon trời. Ăn chục người chắc miếng đủ chục người. Hả? Chục người nhìn chả quén đủ chục người. Hỏi ngon hiểu chứ bộ. Họ con Tính ăn gà ở nhà luôn cái hộp luôn. Hỏi ngon ghê trời. Xịt máu. Ghê hả? Nó leo lên. Mập quá leo không? Không nổi. Ăn tay bè của tới ớt. Rồi đã. Ăn cá này. Con thấy vô cũ quá ha. Này ăn luôn vỏ được không? Bình thường à. Nó ăn nó bột bột kỹ á, chứ không phải như mấy kia. Ừ. Đây là sống chua nè. Chua. Nhưng mà được, được. Mấy cái bự bự ăn đã. Nó chua mà nó không có, nó không có chua dữ như chua người ta. Chua kia mà nó ăn ăn nó nổi sột sột kìa. Ừ. Này chịu khó. Giòn giòn á kìa. Này chịu khó lột cái vỏ ăn ngon. Cái này lột vỏ ra không chua, ác vậy. Ừ. Bữa về ấy vỏ ra không chua. Nè gặp mấy bà sùng sồn ăn hèn chết. Nè mấy bà bầu rồi. Rồi cá. Cá chạy mở luôn rồi. Đây giờ mà mọi người ăn cá nha. Đó, mình gọt vảy rồi nè. Cá mới gào lên còn sống nhảy ra tạch nướng. Thấy cái vỏ ra nó không chua.
Mà cái này chua cái vỏ chả hiểu. Cá này ngọt nhưng mà hơi bị hôi khói nha nè. À, mình nướng ưa ngọn. Ừ, ớt hiểm này cài dữ. Thêm hả? Chín nào. Ồ, chín ngon lành chín luôn. Chín ngon lành lắm. Hảo quá. Rồi dân hưởng nhậu ụp trầm đúng. Đúng rồi. Dàn nhậu. Nhậu hả? Ừ. Nhậu cái chục người. Thấy nguyên bàn dữ lắm. Nóng quá. Rồi cá là đem nhìn nè. Rồi trắng tươi luôn nè. Hấp nè. Béo. Cái lươn thịt thấy ghê luôn. Má ơi phê. Ăn bà bữa ngon quá trời luôn. Ăn nhà nó ngon. Bữa lên ngồi câu đó, đói bụng. Lên phải hai mấy tái, xuống làm bát một. Me không hả? Bữa đâu có tao nói là ăn đâu biết chua lên. Đã. Ăn vậy mấy cái gì hấu chắc ế luôn quá. Ăn thịt cá này ngon, ao này ngon chứ. Ừ. Ai trong tổng gì vậy? Chứ ai nữa. Thịt nó mềm, còn nó không nhão. Đó là nãy giờ nhậu thôi vậy. Chạy xuống á. Chạy tới đây luôn hả? Làm gì được. Câu cái đây mà nó lên. Có chuyện chạy đó. Đã. Quá ngon anh em ơi. Phải biết ở đó luôn. Kìa quân dĩa mới ớt xuống. Thôi về được á. Về ngon. Đầy đủ quá cái hành vi nó hết ngon anh ơi. Thiếu thốn gì chứ ngon. Rồi bữa chơi kìa. Bữa đồng Pháp ra. Kéo nguyên măng đi. Rồi đem muối ớt rồi theo. Chắc chanh đem chanh rồi theo. Câu không có con cá. Đây hả? Chạy dưới. Không có con cá luôn. 6 thằng 7 thằng. Chuẩn bị sẵn á chứ không có ha. Ừ. Còn chơi chơi với cái nhóc. Rồi nè anh em coi thịt nó nè. Đã. Không mà cá thịt ngon thiệt. Thịt ngon. Thịt nó không dai mà cũng không mềm. Vợ con đâu biết cảnh này. Giờ con biết cảnh này, khâu về bỏ cơm nói này nói kia. Ăn cá no lấy gì đâu liền. Cơm rồi. Cảnh luôn, có chạy xe đếm dữ không? Đã em ơi. Đi hai mẹ. Hai mẹ nhậu à. Em biết. Ngon quá. Nó 4 con mà giải quyết hết rồi nha. Ăn hết rồi. Hết rồi. Con kia nữa được rồi. Còn con kia nữa nè. Đó mình đã xử hết con mọi người. Quá cá quá là nhìn khỉ vậy. Rồi mọi người. Kể chung là mình đã xử được hết mấy cá mọi người. Đóng tàn dư lên. Đây là nguyên một đống tàn dư. Không biết không? Đó, bây giờ hai anh em sẽ ăn dưa lá xét nha mọi người. Lá xét ra nữa. Ăn quá ăn luôn. Nè, dưa. Dưa ngọt ra. Để nó lấy mà. Nổ mà. Không quá nè. Anh em ăn dưa anh em đừng mất công nhả hột, anh em cứ nhấp mấy ấm anh em nuốt lại vô ỉa ra trơn à. Nhả hột mất công rồi đâu đó.
Nhiều khi vô tổng học bổ nữa. Đất tốt mọc luôn. Tốt mọc cây bụng luôn phải không? Ngon quá. À, thôi mời anh em nha. Giác cầu cái thủ lần kia tôi qua rồi kiếm những con cá bự bự rồi để cho con cung mình ăn. Hên đầu con nó ký rồi. Thu dọn đồ nghe. Nước chảy rồi, câu hết được rồi. Rồi, thì ý như là cuối cùng thì hai anh em mình cũng đã ăn uống no say rồi mọi người. Giờ là kết thúc cái bộ môn này nha, bộ môn mà câu cần tay nha. Giờ anh em mình sẽ dọn đồ thôi và chuyển sang bộ môn khác. Ok mọi người, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong bộ môn khác nha.